à, người ta nuôi đứa con 20 năm trời mà người ta chưa nhờ được cái bữa nào cơm. Mà mình không mang nặng, không để đau mà giờ người ta chuyển khoản cho mình nhiên con. Xin mời. Xin chào cô và em. Mời cô dạ, ngồi. Dạ, chào cô. Xin chào, chào hai em chị dễ thương. Quyên dạ. Và Lê Lộc. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ, chào chị. À, xin mời cô giới thiệu về mình ạ. À, tôi tên là Hoàng Thị Hồng Phương. À, từ năm nay 58 tuổi, quê ở Trấn Thành, Bình Phước. Nghề nghiệp của tôi là bán nước, ai mua nước nào bán nước đó. Dễ thương quá. Rồi mời em. Em là Phạm Cẩm Tiên, em 25 tuổi, giờ em đang buôn bán túi xách ạ. Ai mua túi nào bán túi đó. Dạ chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ được 3 năm rồi chị. Mình có em bé chưa? Dạ có bé 2 tuổi. Lần đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á, cô ấn tượng như thế nào? À, nói thật vì hai MC và chương trình là nói thật là tôi không thích tí nào. Lý do gì? Sao vậy cô? Cô? Lý do là lấy vợ có máu xa quá. Trong nhà thì đã neo đơn, nội ngoại thì ở rất là xa. Mà mình giờ muốn gửi một người con dâu cho con để cho nó gần, để được ví dụ khi mình có cháu á, đứa cháu thì đứa ra gửi gặp nó cũng gần hơn. Cái đó là do không thích về địa lý thôi. Về địa lý là về con người, cô có ấn tượng gì không? Thì con người thì theo tôi nghĩ là như người ta nói là ở đâu cũng có anh hùng, mà ở đâu cũng có người khùng người điên. Cho nên là tôi nghĩ là tùy theo người, chứ không phải ai cũng chồng ai. Nhưng mà thực sự thì con nhận đến hôm nay tôi mới hiểu được. Dạ, đó là sự thật. À, chị cho em biết là cái ấn tượng đầu tiên của chị với mẹ chồng là như thế nào? Dạ lúc mà đầu á gặp mẹ em sợ lắm, nhìn mẹ dữ lắm. Dạ, hả? Dạ nhìn sợ. Thì lúc đầu thì thấy sợ thôi à. Thấy sợ là thấy đầu tiên vô cái kiểu như mặt con gái mà lại nhà trai chơi á, cái mẹ vô mới hỏi tên gì, nhiều tuổi, quế đầu là em nghe em quýu hết trơn. Hỏi giống công an hỏi cung quá hả? Dạ, ý là nghe sợ, lúc là mình đã sợ rồi. Với lại mẹ cũng phải biết là quê em ở Cà Mau á, nên là mẹ cũng tâm lý là mẹ cũng không thích sẵn. À dạ. Dạ. Chà, cái vụ này cũng căng ha. Đầu tiên gặp gỡ mà mẹ chồng không thích nàng dâu. Nàng dâu thì sợ mẹ chồng. Khi mà về làm dâu thì sao cô? Về làm dâu thì cũng không đơn giản đâu. Tại vì nó chơi chiêu để nó mới hạ gục tôi được. Cho nên nó không chơi chiêu là nó chứ phải là làm dâu. Thôi được rồi. Hay quá. Thôi, chiêu gì vậy cô? Ủa nhưng mà tức là cô không cho cưới hả? Không, tháng 3 năm 2014. Nhớ thường tháng luôn. Là bắt đầu tôi đi quê. Dạ. Thì ra đi là bàn bạc với nhau ở nhà là cả con ơi mẹ đi cả về là phải 15 ngày. Tại vì xa mà. Ai ngờ mới việc 5 ngày nó gọi điện mẹ lúc nào vô? Ủa mẹ nói mẹ đi 15 ngày mà mới được 5 ngày sao con lại hỏi lúc nào vô? Mẹ vô cưới vợ cho con đi. Tại sao? Sao lại cưới vợ bữa không nói cho nói? Vợ con, à, con Tiến nó có bầu rồi. Ủa thiệt hả? Có bầu hả? Rồi hai đứa bây giờ cưới đi. Xong dập máy, ngồi khóc. Dập máy xong ngồi khóc để bằng ngoài này đi. Thôi con ạ, giờ con nghe đất nghe trời. Giờ con cứ nghe lời hành đi, vô cưới cho hành đi. Sau này sướng nó nhơ, khổ nó chịu. Rồi ngày mai khăn gọi lên đường quay vô Nam, làm đám cưới. Nhưng mà chơi chiêu, không bao nhiêu hết á. À, tức là giả bộ thôi đúng bộ. Không? Chưa có gì giả, hả? Giả bộ để cho mẹ cưới. Cưới về thì có bầu hay không có bầu thì cũng là con mình rồi. Lúc đó giận không? Giận mà cuối cùng, thôi mình cũng thương. Là vì khi rồi giật dấu á, là chị Suy chị ra, chị nói này, chuẩn bị đưa cô dâu lên xe, chị kêu này. Chị Suy ơi, chị Suy, tôi gửi con gái tôi cho chị, nhờ chị chăm sóc giùm. Giờ con tôi giờ con tôi chưa biết được nấu ăn, chị về chị chăm sóc dạy bảo nó giùm tôi. Thì chị Suy cũng khóc, lúc đó mình cũng khóc luôn. Thì mình nghĩ à, người ta nuôi đứa con 20 năm trời mà người ta chưa nhờ được cái bữa nấu cơm, mà mình không mang nặng, không để đau mà giờ người ta chuyển khoản cho mình nguyên con. Thì mình dạy chứ mà không thương nó. Cái vụ này mới nè, người ta chuyển khoản nguyên con. Dạ chị ơi, không biết là mẹ chồng với chị là hai cái vùng miền nó khác nhau á, chị có lo sợ điều gì không? Dạ em bụng lắm nên sợ chị.
Thì em hồi đó giờ tại nhà em là út, có mấy chị gái lớn chị nấu ăn hết rồi. Dạ. Mà em thì về làm dâu mẹ, làm dâu đầu nữa, làm dâu cả. Mà về em nấu được nấu ăn em lo lắm. Về chơi á, cái lặt cái rau gì em quên mất rồi. Cái em gọi điện cho chồng vô, em nói anh ơi rau này lặt làm sao. Sợ lắm chị. Rồi còn cái vấn đề nào khác giữa hai mẹ con không? Em hay bị mẹ la lắm. La về chuyện gì? Em không biết nấu ăn, em vụng này kia nọ. Mỗi lần về nhà chơi mẹ kêu mày mà về nhà hả là cái nhà như bãi rác. Dạ. Thả tùm lum vậy đó hả? Rồi về cái ngôn ngữ này kia khi mà chị mới về chị có quen không? Dạ lúc đầu về gia đình nói chuyện với nhau em nhìn không à. Em không hiểu. Dạ em ngồi em nhìn xong rồi thời gian sau rồi nghe em mới quen mới hiểu rồi chị. Không nhưng mà cũng có phạt ngôn viên nè. Có cái anh phiên dịch chứ anh trong á. Dịch hả? Dạ, trong phiên dịch hài. Khi về mới gửi về thì chị đi làm công ty. Rồi đến khi có bầu chị cũng ở công ty. Khi chuẩn bị về đẻ thì mình cũng phải nấu cơm chứ bầu bi mà. Rồi đến khi đẻ xong 6 tháng mình nuôi đủ 6 tháng. Rồi đi làm công ty lại. Thì 6 tháng đó mẹ cũng nuôi cũng nấu cho con ăn. Con chưa nấu. Rồi là đến khi con về Bình Dương làm thì xỉnh thoảng là tôi gọi về thăm cháu thăm con. Thì giờ nó mặc con thì mình cũng phải vô nấu đi chơi nấu. Nói tóm lại rụt cuộc là coi như mình làm dấu chị cho chị chưa làm dấu mình ngày nào. Hai mẹ con mình hợp nhau cái tính gì nhiều nhất? Nói chung là nó thì mình cứ cũng có đứa con gái cùng tuổi bằng nó, bằng chị đấy. Thì có những mình nghĩ sao mình thương con gái thì mình cũng thương con dâu, mà thương con trai thì cũng thương con dâu. Cái hoàn cảnh của tôi thì nói chung là rất là éo le lắm. Ba nó mất 20 năm đó. Cho nên một mình tôi nuôi 4 đứa con. Đây là dấu đau xúc động nhất là cái ngày đám cưới con. Tôi đứng sân khấu, trên sân khấu làm lễ mà vừa làm lễ vừa khóc. Sau đó người ta hỏi là tại sao mình cưới dâu mà mình lại khóc. Đáng đã gả con mới khóc chứ, sao mà lại cưới dâu lại khóc. Không phải. Tôi khóc đấy là có hai vấn đề. Cái thứ nhất là mừng mà khóc. Cái thứ hai là tội. Mừng là vì 20 năm nay mình nuôi con khôn lớn và hôm nay mình đã gặt hái được một cái thành quả lớn lao nhất trên cuộc đời mình. Mà đó là một cái vui nhất mà tôi hạnh phúc nhất mà tôi khóc. Cái thứ hai nữa là mình tủi rằng là cái lúc đứng lên nằm sân khấu trên này không có mặt cha nó. Tôi phải đi mượn một người khác đứng thế chỗ. Có bao giờ con gái, con mẹ tâm sự với con gái cái này chưa? Dạ có. Dạ tại vì lúc mà quen anh á thì anh có kể hết chuyện gia đình của anh cho em nghe. Và cô ở suốt để lo cho con tới giờ? Đúng rồi, tôi hy sinh để lo cho con. Tại vì ba nó mất rồi thì chưa cái chỗ dựa tinh thần lớn nhất là mẹ. Một tràng pháo tay dành cho cái tình cảm rất là thiêng liêng của mẹ dành cho đứa con ha. Bỏ qua những chuyện đó hết đi cô ha. Một chút ôn lại kỷ niệm có những giọt nước mắt rơi rồi. Chị ơi, không biết ở nhà hai mẹ con không hợp nhau cái điểm nào? Cái tính em nó không được ngăn nắp, không được sạch sẽ. Nên mẹ cứ hay la. Mà nói chung là em làm gì cũng bị la hết, là do vụng á. Mẹ nói, tại vì ở nhà có em chồng bằng tuổi em nè. Cái mẹ nói hả, hai đứa mày mà làm dâu người ta hả, 3 ngày người ta đuổi cổ ra khỏi nhà. Mẹ la suốt à. Cô có những chuyện gì mà chị làm không hợp ý cô không? Cái khí đề trong tháng năm cử á, thì tôi mới vô tôi mới nói thầy chơi điện thoại. Tôi mới nói là con ơi, con đừng chơi điện thoại. Cái người đẻ là yếu lắm, giống như kiểu nó thay da một lần, yếu lắm. Tuyệt đối đừng coi điện thoại lâu thì nó hư mắt, hỏng mắt. Rồi ngồi lâu thì đau lưng. Ra khỏi phòng thì phải lấy bông gòn nhẹ tay lại. Thì chị mấy bữa đầu chị cũng nghe. Thì bữa sau nói xong cái chị già bỏ xuống đó bắt đầu tôi đi ra khỏi phòng. Xong tôi rình, tôi quay từ này tôi rình. Tôi dòng vào lén chị đưa lên chơi nữa. Thì khi đó thấy mẹ thấy rồi lời chừng rồi chơi luôn. Là cái nữa, tôi ra tôi rời thằng chồng này nam ơi nam. Con nói vì vợ con nên sao chứ mẹ nói rồi không nghe. Mẹ đã nói trống thẳng đừng có chơi điện thoại mà nó cứ chơi hoài, nó lén mẹ nó chơi. Thì thằng con trai mình này. Mẹ nói mà con không nghe, nó không nghe thì là huống gì con nói mà nghe. Có bao giờ mà la quá rồi khó rất nhiều điều rồi em buồn em khóc không? Dạ có, khóc với chồng. Mà chồng em thì nói vậy nè,
à, mà miễn mà mẹ la cái gì đó mà không vui á, đừng có tỏ thái độ với mẹ, quay qua nói với chồng đi. Chồng dạ. Chịu đựng hết được đúng không? Dạ, chồng nói như vậy á. À. Có cái vụ này nữa, cái vụ giới điện thoại đó đó, bắt đầu chị thức ngoại đi, hình như ông buồn mẹ mà không dám nổi trước mặt mẹ, cái chị lên Facebook. Chị vô tường nhà mẹ chị đăng luôn. Trời ơi. À, chị không có nhắn tin. Mà chị đăng lên là mẹ ơi, con cảm ơn mẹ rất nhiều. Con xin lỗi mẹ vì con không nghe lời mẹ, là con biết con sai. Từ nay con hứa với mẹ trợ lý là con không chơi điện thoại nữa. Yêu mẹ nhiều. Thì mẹ mới vô comment là mẹ cảm ơn con nhiều, con đã hiểu được tình cảm mẹ dành cho con. Nhưng mà hình như chị đăng xong, hình như sau đó không lâu chị xóa hay sao chứ 3 năm nay là Facebook thường ôn lại kỷ niệm 1 năm mà không thấy ôn. Dễ sợ luôn. Mẹ chồng coi là chú ý tới chuyện ôn lại của Facebook luôn. Dạ mà lúc đó em đăng không phải em biết lỗi. Mẹ em cố tình em đăng vậy đó. Kiểu như em giận em bực quá đi em không nói được. Em cố tình em lên em đăng vậy. Tức mà không dám nói mà lạy đó, thí dụ dạ, như là dạ nói cảm ơn vậy thôi, vậy nói xin lỗi. Dạ. Rồi xin lỗi thật lòng là dạ thưa mẹ con xin lỗi. Dạ. Nhưng mà xéo sắc không? Con xin lỗi mẹ nha. Tức là Facebook nhấn mạnh vậy đó. À. Dạ, vậy hôm nay mẹ mới biết á. Chết rồi cô ơi, cô chết chị rồi. 3 năm nay cô lầm tin hả cô? Vậy hàng chi không ôn là tôi đã lầm tin cô. Hèn chi xóa vội, sợ Facebook nhắc lại. Chúng ta sẽ nghe người thứ ba họ tâm sự thế nào nha. Mời hai mẹ con. Chuyện khó xử nhất giữa mẹ và vợ mình mà hiện tại bây giờ là vợ thì Tết thì rất là muốn về quê, nhưng mà mẹ mình thì cũng lại thương con nhớ cháu, lại muốn là vợ chồng mình ở đây, với lại cũng là cúng kiến ông bà nữa. Ngày Tết đó, cho nên thành ra mình cũng khó xử, mình cũng đưa vợ về quê mà cũng không muốn mẹ ở trên này lại buồn, nên con không biết làm thế nào. Cái này cũng mong là mẹ hiểu với vợ, hiểu sắp xếp hai bên cho ổn thỏa, ví dụ như là một năm mình ở đây, một năm mình về dưới, hoặc là mình có thể là ở đây một nửa Tết rồi còn nửa Tết còn lại mình về dưới, hoặc mình có thể đổi lại cũng được. Cái vấn đề thứ hai nữa, mình cũng mong vợ mình hiểu là mẹ mình cũng rất muốn tốt, là cứ hay khuyên con là phải tiết kiệm đồng tiền hoặc là vật chất gì đó, nhưng mà vợ mình thì cũng hay sắm sửa, nói chung cũng hay sắm sửa lắm. Thành ra mẹ mình cũng hay nhắc nhở vấn đề đó, thì mình thấy cũng hợp lý. Thì cũng mong sao vợ mình sẽ hiểu vấn đề này, thì tiếp thu nó tốt hơn. Mình không muốn là giữa hai mẹ con mà nó có gọi là cái gì mà khó xử, mà mình ở giữa mình cũng khó khăn lắm. Thì mình cũng mong là hai người hòa hợp với nhau thì mình cũng khỏe rất là nhiều. Nãy trong clip con thấy anh nói là cô không muốn chị về quê. À thì là không phải không muốn về quê đâu. À cái tết chỉ cái tết vừa rồi đấy thôi. Thì nói chung là từ khi cưới thì chị này tới giờ 3 năm nhưng mà chưa có cái tết nào tròn vẹn với bên nhà chồng. Thì cái tết có như ở đây mùng 1 thì mùng 2 về giờ kia. Thì năm vừa rồi đấy thì tư gọi điện về thôi này. Hôm nay mẹ, năm nay mẹ ra một điều kiện cho cả con nha. Hỏi điều kiện gì mẹ? Giờ tết này cả con bằng giá nào phải ở lại đây ăn tết với mẹ một năm cho tròn vẹn, vì cả con là đầu giá đầu trưởng, cháu đi tôn, cả con phải ở lại một năm để thắp hương ông bà cho tròn vẹn một năm với mẹ cho vui. Chứ nó đi thì có như nhớ cả con mà nhớ cả cháu, mà hơn nữa cũng mới về giữa chị suối đâm dội xong mới lên. Thôi năm nay xin mẹ ở trên này ăn tết với mẹ đấy một năm đi, là chỉ có một năm đây thôi. Hôm nay chúng ta đến đây chia sẻ những câu chuyện cũng có thể nói rất xúc động giữa mẹ chồng và nàng dâu ha. Sau đó thì chúng ta sẽ mong muốn có một sự thay đổi gì lẫn nhau mà mình có thể khó nói. Hôm nay mình cũng nói luôn đi. Giờ tôi cái này thì tôi cũng xin phép chương trình được mở lòng một chút. Qua đây thì cho tôi gửi tới con tôi một thông điệp rằng là cả con về cái đạo đức tác phong của cả con là phải phấn đấu không ngừng. Nghĩa là không dừng lại ở một điểm nào đó mà phải quyết tâm phấn đấu giống như một cuốn sách mà không trang cuối cùng. Thì mẹ yêu cả con rất là nhiều. Còn đối với riêng con dâu thì tôi hoàn toàn là mãn nguyện, tại vì con dâu rất là ngoan hiền, biết là kính tín nhường dưới, biết lễ phép, biết đối nội đối ngoại, đối nhân xử thế. Nhưng mà chỉ yêu cầu một điểm rằng cái thứ nhất
là tuyệt đối nghiêm cấm không cho cái thằng cháu đích tôn của tôi chơi điện thoại trên mọi hình thức. Cái thứ hai là cái bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, và để đảm bảo sức khỏe cho mình, một đêm nằm ngủ tiêu hao rất nhiều năng lượng thì buổi sáng phải mong con dậy sớm và lo cái bữa ăn sáng cho gia đình. Đó là điều hai điều mà mẹ hằng mong muốn ở con. À, không biết là chị có mong muốn mẹ chồng mình thay đổi gì không? Dạ em nói chung mẹ nói chung là mẹ hoàn hảo, mẹ lo cho em, nhưng mà mẹ cũng nói chung là do em vụng mà mẹ cũng hay la. Mẹ có gì mẹ bớt cũng tính lại, mẹ bớt la lại. Dù con vụng mà mẹ đừng có la nữa, mẹ la ít ít thôi. Phải sửa gì từ từ chứ, nếu không sửa hoài chắc mẹ cũng còn la hoài luôn, tội nghiệp mẹ không? Nói chung là mình cũng phải không có ghét, nhưng mà đó là mình dạy nó. Thì ai mà sống được mãi được thì một thời gian thì mẹ cũng già rồi, cũng trăm tuổi. Thì cái chuyện con dâu trưởng, trai trưởng trong nhà, mà cái chuyện thơ cũng thắp nhang cho cha mẹ ông bà là cái điều không thể thiếu được. Thì cái đó là con dâu phải ra tay thôi. Cho nên là tôi cũng mong muốn là con dâu phải cố gắng thời gian để học hành nấu nướng, để lỡ mãi sau mẹ có già yếu đi thì con cơm nước dâng lên cùng ông bà. Em mới cố gắng. Cố gắng em nha. Dạ. Chúng ta xem chồng em mong muốn sự thay đổi thế nào nha. Trước tiên ở vợ mình là phải lắng nghe mẹ hơn. Tại vì tuy mẹ là người lớn tuổi thì suy nghĩ có thể là cổ hủ chút xíu, nhưng mà rốt cuộc thì cũng là mong muốn tốt cho con cho cái thôi. Có thể là hơi cổ lỗ sĩ chút á, nhưng mà cũng nói chung là mẹ cũng mong muốn mình cũng cố gắng làm sao để nghe lời mẹ được, cái nào tốt nghe lời mẹ cũng tốt hơn đó. Thì mình cũng mong muốn vợ mình lắng nghe được mẹ hơn. Với lại trong cái vấn đề mà cũng như là mua sắm chi tiêu thì mình cũng gọi là mình hài hòa mà với nhau á, mình tính toán cho nó hợp lý á. Thì bây giờ thì mẹ mình ở có mình với em gái út rồi thì cũng rất là buồn, mẹ em gái út phải đi làm suốt ngày à. Thì mẹ ở nhà cũng buồn lắm, thành ra là nhớ con nhớ cháu mà lại hay mất ước nữa. Thành ra là mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian về thăm mẹ, chứ mong mẹ cũng đừng có buồn, đừng có nghĩ là con cái quên mẹ đi. Thực chất là cũng công việc mà tụi con sẽ cố gắng sắp xếp mà hàng tuần hoặc nửa tháng gì đó sẽ về thăm mẹ được một lần. Chứ mẹ lớn rồi mà tay thì yếu nữa, để mẹ chạy xe đi thăm con cái thì con cũng thấy tội cho mẹ lắm. Tính mẹ thì rất là nhiều cảm xúc, dễ khóc mà cũng dễ giận lắm. Thì ở nhà có mình thì nhiều lúc xung quanh hàng xóm hoặc là đi chợ đi búa thì có vấn đề gì mà mẹ đừng có nóng tính quá, sợ có chuyện không hay. Mẹ nên điềm đạm lại chút, có gì từ từ giải quyết, đừng có nóng quá. Mình thì cũng thương vợ rất là nhiều mà cũng lại thương mẹ rất là nhiều, thành ra là cũng không có muốn cứ có xích mích gì giữa hai mẹ con hết á. Mình cũng mong hai mẹ con có vấn đề gì cứ giải bày hết ra, mình cũng ở giữa mình sẽ gọi là cố gắng để vun đắp được hết hai bên luôn. Hôm nay chúng ta chia sẻ những cái điều đó mình không còn giữ trong lòng nữa, thành ra mình cũng vui vẻ lên ha. Em muốn nói gì với mẹ chồng không? Mẹ đừng có buồn đó, không có ba, không có con. Không có ba, không có con. Tuyệt vời lắm. Chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, mãi mãi bên hạnh phúc bên con cháu cô nha. Thay mặt con và gia đình xin cảm ơn hai MC Quyền Linh và Lê Lau, cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Để tạo một kỷ niệm với chương trình Chồng Nàng Dâu, để nhớ là có lần mình đến đây tham gia chương trình. Dạ, ngoài phần quà từ chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô, đó là thực phẩm chức năng Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột ngụy, nguyên liệu từ Nhật Bản. Dạ, còn cái này em xin dành tặng cho chị là giải độc gan, tăng cường chức năng gan Natogen. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình. Cảm ơn hai em. Dạ.